Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Kinh tế Tài chính của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay bao gồm những nội dung chính sau đây. Công nghệ sạch tại Việt Nam phát huy tác dụng trong bối cảnh khủng hoảng. Mùa báo cáo tài chính trở thành tâm điểm của chứng khoán Mỹ. Thưa quý vị, theo kết quả cuộc khảo sát toàn cầu của công ty kiểm toán quốc tế Grant Thornton, dù kinh tế thế giới vẫn chưa mấy lạc quan, nhưng hiệu suất ngành công nghệ sạch lại đang tỏa sáng. Hơn một nửa doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này cho biết, trong 12 tháng tới sẽ phân bổ thêm vốn đầu tư và nghiên cứu công nghệ sạch. Đây là một lĩnh vực khá mới mẻ tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngày càng nhiều doanh nghiệp đã tìm đến công nghệ sạch như là một phương pháp hữu hiệu để tiết giảm chi phí kinh doanh và nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong khi một số doanh nghiệp đang phải loay hoay tìm cách giải bài toán tiết giảm chi phí, thì một số doanh nghiệp khác lại đang hưởng lợi từ dây chuyền công nghệ sạch mà họ đã đầu tư vì sự phát triển bền vững của sản phẩm và môi trường. Hướng đến công nghệ sản xuất sạch hơn từ nhiều năm nay, nhà máy sữa Sài Gòn trực thuộc công ty cổ phần Vinamilk đã tận dụng những phế phẩm của môi trường như mùn cưa, vỏ trấu, dâm bào thay thế cho dầu FO trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, nhà máy còn sử dụng công nghệ đèn LED, tiết kiệm năng lượng từ 70 đến 80% năng lượng so với bóng đèn cao áp trước đây. Khi sử dụng những cái phế phẩm từ nông nghiệp và lâm nghiệp, thì ngoài cái việc giảm thiểu cái tác động những cái phế phẩm đó ra môi trường, thì nhà máy tận dụng lại để tạo ra cái lượng năng lượng thay thế cho dầu FO. Tiết kiệm lượng dầu, ước tính chi phí tiết kiệm khoảng 11 tỷ đồng. Và tiết kiệm điện, ước tính chi phí tiết kiệm khoảng 700 triệu đồng một năm. Trong cái điều kiện hội nhập thì nước nào họ cũng muốn là bảo vệ cái thị trường của họ, do đó họ tạo ra những cái hàng rào kỹ thuật. Thì công nghệ sạch cũng là công cụ rất là tốt cho cái doanh nghiệp để mà họ có thể hội vượt qua được những cái hàng rào kỹ thuật đó. Với việc sử dụng công nghệ chiếu sáng tự nhiên vào ban ngày và hệ thống theo dõi điều chỉnh năng lượng tự động, một kho hàng của đơn vị này đã tiết giảm hơn 300 triệu tiền điện hàng năm. Hệ thống nước nóng của kho hàng cũng được tận dụng từ sự giải nhiệt của hệ thống lưu trữ thực phẩm. Việc áp dụng công nghệ sạch và tiết kiệm năng lượng đã giúp chúng tôi giảm các chi phí liên quan đến năng lượng, tạo thêm giá trị cho các khách hàng và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Các hoạt động kinh doanh của chúng tôi đều hướng tới sự phát triển bền vững. Qua 2 năm áp dụng, chúng tôi tiết giảm được 220 MWh và giảm gần 220 khí thải CO2. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đã có ý thức hơn trong việc áp dụng công nghệ sạch để tiết giảm chi phí và tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường. Khi mà họ vẫn có lãi vậy nên họ tập trung vào là cái chuyện là kinh doanh của họ nhiều hơn, họ ít có thời gian để ý tới những cái vấn đề khác. Rồi bắt đầu kinh tế khủng hoảng thì họ mới bắt đầu là họ phải nghĩ cái cách là tăng cái biên lợi nhuận lên, mà để ban tăng cái biên lợi nhuận lên trong cái điều kiện thị trường đi xuống vậy thì không còn cách nào khác là họ phải giảm thiểu cái chi phí sản xuất. Thì một cách đơn giản hơn hoặc dễ dàng hơn mà họ có thể làm được là họ áp dụng những cái công nghệ sạch bằng cách là tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, vân vân. Chưa mạnh dạn tập trung cho công nghệ sạch, nhiều doanh nghiệp cho rằng họ còn thiếu nhiều thông tin và gặp khó khăn trong việc lựa chọn công nghệ, giám định thiết bị cũng như còn hoài nghi về tính hiệu quả của nó. Do vậy, để tiềm năng của công nghệ sạch tại Việt Nam trở thành hiện thực, các ngành chức năng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tuyên truyền, định hướng và công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Là tỉnh mới chia tách nên quy mô nền kinh tế và tổng giá trị GDP của tỉnh Hậu Giang hiện thấp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, Hậu Giang lại là tỉnh duy nhất có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao hơn cả bình quân GDP của vùng. Đây là thông tin tại Hội nghị Hỗ trợ Phát triển Kinh tế Hậu Giang do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức tại Cần Thơ. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hậu Giang năm 2012 đạt 14,13%, giá trị sản xuất tăng 18,68% so với cùng kỳ, giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 23,64 triệu đồng, tăng 20,27% so với cùng kỳ. Theo đó, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã đề ra các mục tiêu trong năm 2013 là tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng hợp lý, đầu tư có trọng điểm kết cấu hạ tầng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh, từng bước mở rộng quy mô nền kinh tế. Với đà phát triển khá tốt, nếu được quan tâm đầu tư đúng mức, hứa hẹn trong những năm tiếp theo, nền kinh tế Hậu Giang sẽ có bước chuyển mình vượt bậc, đặc biệt với dự án quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, dự kiến không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp trong tỉnh Hậu Giang mà còn tạo sức lan tỏa đến cả vùng bán đảo Cà Mau. Đánh giá bối cảnh kinh tế thế giới lẫn trong nước còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và năm 2013 được dự báo vẫn còn những khó khăn thách thức phía trước. Vừa qua, Câu lạc bộ Doanh nhân Bình Định tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức diễn đàn Thách thức và Vận hồi cho doanh nghiệp năm 2013 với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, chuyên gia ngân hàng và đại diện lãnh đạo các sở ngành Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại diễn đàn, các thành viên câu lạc bộ và chuyên gia đã thảo luận những thông tin về dự báo tình hình kinh tế vĩ mô năm 2013, tình hình tài chính tiền tệ, một số ưu đãi của ngân hàng dành cho các doanh nghiệp. Diễn đàn cũng tạo cơ hội để các doanh nhân Bình Định tại Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các sở ban ngành Bình Định đối thoại, chia sẻ về cơ hội đầu tư tại tỉnh nhà. Tiếp theo là cập nhật những diễn biến mới nhất trên thị trường chứng khoán phiên ngày 7 tháng 1. Tiếp nối đà tăng của tuần trước, bước sang phiên đầu tuần, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tăng mạnh. Cửa hai sàn đều tăng điểm khi VN Index tăng hơn 3 điểm, lên 429,25 điểm. Trong khi đó, HNX Index tăng 0,18 điểm lên 59,39 điểm. Các Blue Chips đang chứng tỏ vai trò dẫn dắt và tạo điểm số, khi nhóm cổ phiếu như BVH, ITA, PVF vẫn giữ được đà tăng của phiên giao dịch tuần trước. Càng về cuối phiên, lực cầu mạnh không chỉ giữ cho VN Index đứng ở mốc 430, mà còn có xu hướng vượt xa mốc này khi tăng hơn 5 điểm so với tham chiếu. HNX Index cũng có dấu hiệu vượt 60 điểm, tuy không có mức tăng mạnh như trên sàn HOSE do sự thận trọng của các nhà đầu tư. Hiện, bảo hiểm, bất động sản, vận tải kho bãi đang là những nhóm ngành dẫn đầu mức tăng trên thị trường. Sau nỗi lo vách đá tài chính, tuần này nhà đầu tư chứng khoán Mỹ sẽ có mối bận tâm khác, đó là các báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong quý 4 2012. Mùa báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 dự kiến sẽ bắt đầu sau khi các thị trường đóng cửa vào ngày 8 tháng Giêng. Công ty sản xuất nhôm Alcoa sẽ là doanh nghiệp đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý cuối cùng của năm qua. Theo một số nhà phân tích, kết quả kinh doanh trong quý 4 dự kiến chỉ cải thiện đôi chút so với kết quả mờ nhạt trong quý 3 năm 2012. Trong khi một số khác lại dự báo sẽ giảm mạnh. Nỗi lo của Wall Street tuần này chính là việc liệu các công ty có thể tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trong bối cảnh tăng trưởng doanh thu tương đối yếu. Dự kiến trong quý tư lợi nhuận của các doanh nghiệp trong S&P 500 sẽ tăng 2,8%, trong khi doanh thu tăng 1,9%. Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản sáng nay ngày 7 tháng 1 đưa tin, chính phủ nước này sẽ công bố gói kích thích tài chính trong tháng này trị giá khoảng 12.000 tỷ yên, tức khoảng 136 tỷ đô la Mỹ để thúc đẩy nền kinh tế. Gói kích thích này sẽ là một phần trong ngân sách bổ sung của năm tài chính mới, trong đó 5.000 tỷ yên được sử dụng cho đầu tư các dự án công cộng, 2.600 tỷ yên dùng bù đắp thiếu hụt ngân sách cho chương trình trợ cấp hưu trí quốc gia. Gói kích thích bổ sung này có thể giúp đẩy nhanh sự phục hồi khỏi suy thoái kinh tế như Thủ tướng Shinzo Abe đã cam kết, thúc đẩy tăng trưởng và giảm phát cho nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Thời gian gần đây, Nhật Bản liên tiếp tung ra các gói kích thích nhằm giật dậy nền kinh tế vốn giảm phát suốt một thời gian dài. Giới phân tích cho rằng, ông Abe sau khi lên cầm quyền sẽ hối thúc ngân hàng trung ương nới lỏng tiền tệ hơn nữa, đẩy đồng yên giảm giá. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Kinh tế Tài chính hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai phát sóng trên kênh HTV7. Thân ái chào tạm biệt.